Kỹ sư đang lập trình dây chuyền nhà máy sản xuất ở bên khu nghiệp Bắc Thăng Long. Anh ta đang nạp chương trình cho POC. POC là FX 2N48MR trừ SNR. Ok, chương trình đã được nạp. Công việc bây giờ là lắp đặt, hoàn thiện. Giờ này anh em chuẩn bị xong và nghỉ ngơi, ăn uống. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.